gì đoạn đường này quen đâu. Anh em mà muốn giao lưu diều á, anh em cứ đến đây. Đến đây đoạn đường này. Xong rồi ra đó anh em xuống đây giao lưu diều với Giang. Ở đây bãi to như thế này. Tha hồ mà thả nha anh em nhá. Đây. Gió sông lồng lộng vào phát bay mà. Ở lần trước ấy thì lần đầu tiên Giang chơi diều mà Giang đã chọn quyết định đang chơi con 5m khổng lồ luôn anh em ạ. Nhưng mà nó đã thành công. Lần này Giang sẽ chọn chơi con 10m nha anh em. Công cuộc 10m lần này không biết gian lan khó khăn như thế nào nữa, căn đo đong đếm như thế nào để cho vừa ý, để cho diều nó còn cân để nó bay được lên trời nữa anh em ạ. Nhả ra. Bây giờ cùng theo chân Giang đi tìm những cái cây tre đặc nhất mà không có lõi nha anh em nhá. Tre mà phải thâm á, thâm đến cái cuồng, cái mắt tre phải thâm xì cơ anh em ạ. Cái gian lan lớn nhất đầu tiên đã xuất hiện rồi anh em ạ. Làm cụ diều 10m mà gặp ngay cái tổ ong tròn tròn này, tổ ong gì này mọi người ơi. Vừa mới nhìn thấy nói khỏi mồm xong thì đã bị ong đốt rồi mọi người ạ. Mọi người có cách nào mà bôi cái gì cho nhanh khỏi không mọi người? Chứ đau thật đấy.